xác định là vẫn làm cái bọn 13 Pro Max này ấy, thì là dám chơi, dám làm và dám chịu anh em nhé. Đấy, 13 Pro Max. Tỷ lệ xanh màn bây giờ, cái thời điểm hiện tại thì nó ít dần đi rồi. Tuy nhiên là nó vẫn có, chứ không phải là không có anh em nhé. Nếu mà anh em đi xem TikTok, anh em bảo là tỷ lệ bây giờ xanh màn ở trên 13 Pro Max không có đâu, thì nói thật với anh em, đấy là nói điêu. Còn nó mang tiếng thì nó mang tiếng thật, nó có tiếng thật anh em ạ. Đấy, nhưng mà nó vẫn ngon, nó vẫn ngon, cam ngon, pin ngon, màn ngon, mọi thứ trên con này đều ngon. Anh em xem cái video mà có bạn gái dùng iPhone 13 Pro Max chỉ với chụp ảnh mà tháng kiếm vài chục triệu chưa? Đấy, bởi vì cam ở trên con 13 Pro Max này là cực kỳ ngon. Còn kể cả em hay là những cái cửa hàng khác mà đã dám chơi gọn 13 Pro Max này thì phải xác định luôn là tỷ lệ bạo hành nhiều hơn những cái dòng khác, và dám chơi là phải dám chịu. Còn tuy nhiên là đối với anh em mà đi mua máy các thứ ấy, thì đối với dòng 13 Pro Max này ấy, nó khá là hợp lý nhá. Giá thành hợp lý, máy thì ngon, mọi thứ đều ngon. Có mỗi cái tỷ lệ xanh mặt trắng màn thôi. Thì anh em phải lựa chọn cho mình một cửa hàng nó thật sự uy tín để bảo hành cái quyền lợi xanh trắng màn cho anh em. Ví dụ như em đấy, những con máy này này là đã được fix xanh màn rồi, thì đây là những cái máy mà em đã bảo hành đổi mới cho khách sang một con máy khác. Và những cái con này bọn em thu về, bọn em fix xanh màn và bán thanh lý lỗ. Đơn giản anh em có thể thấy là ví dụ như con 13 Pro Max xanh 128 này, bọn em đang bán hơn 17 củ. Bây giờ bọn em chỉ thanh lý hơn 12 củ thôi, lỗ mất tầm 5 củ rồi. Đấy, mà bọn em còn mất chi phí fix lại xanh màn nữa. Và đương nhiên là dám chơi thì phải dám chịu thôi. Như ngày xưa anh em biết cái con X không? Con X nó cũng là cái đời đầu ra cái dòng phê đi ấy. Đấy, thì nó cũng có cái tỷ lệ lỗi sọc màn, nó tự nhiên nó sọc màn cực kỳ nhiều. Và cái thời điểm đấy bọn em ngưng luôn mà, không làm cái dòng X mà. Nhưng mà cái dòng 13 Pro Max này cũng là cái dòng đầu tiên sản xuất cái màn 120 hiệp, thì đương nhiên cái tỷ lệ lỗi của nó phải nhiều hơn. Nó giống như là bản thử nghiệm thôi, đúng không anh em? Thì về sau có những cái bản ví dụ cũng 13 Pro Max nhưng mà hàng New Trần này, hàng 1978 hay là 2007 thì nó đã được cải thiện hơn rồi, hoàn thiện hơn rồi và được fix khá là nhiều rồi, nên tỷ lệ lỗi ở tại cái thời điểm này là ở trên những cái con 1978 các thứ ấy là nó cực kỳ ít. Không phải đơn giản vì sao mà bọn em lại kinh doanh cái hàng 1978 nhiều, và hầu hết trên thị trường bây giờ anh em thấy đấy, hầu hết là 1978 hay là hàng New Trần hay là những cái hàng mà đã ghi là dòng linh kiện chính hãng các kiểu đấy. Đấy, bởi vì là những cái con đấy thì tỷ lệ lỗi ở trên những con đấy là cực kỳ thấp luôn. Còn đối với những con máy mà đã qua sử dụng ấy, thì nói thật với anh em là không thể nào mà nói trước được điều gì cả. Có thể có những con máy mà anh em đã sử dụng hơn 1 năm rồi, gần 2 năm rồi, nó chả sao. Nhưng cái này là hết xui mà anh em. Đấy, tự nhiên đến tay em phát, anh em dùng 2 năm chả sao, đến em 2 ngày nó bị lỗi thì làm sao. Đấy cũng là một cái lý do mà vì sao mà em không nhận trade-in máy ngoài là cái dòng 13 Pro và 13 Pro Max. Bởi vì trade-in ấy là bọn em thu máy ngoài là cực kỳ cao, thu lại 90%. Mà cái dòng 13 Pro Max này tỷ lệ nó hết xui quá, nói thật với anh em là hên xui quá. Nên thu vào các thứ được 90% rồi, xong chẳng may đến một ngày, bởi vì cái con máy đấy bọn em chơi vào là bọn em bán bình thường cho khách sau anh em nhé. Bán bình thường cho khách sau, nếu nó đủ điều kiện bọn em phải bán là bình thường cho khách sau, chứ không phải chơi vào xong để đấy. Đấy, bọn em phải bán bình thường cho khách sau thì bọn em mới thu được cái lợi nhuận về. Còn nếu chơi vào rồi thu lại giá cao ngất ngưởng như thế rồi mà chẳng may vài hôm sau bán ra lại xanh màn phát nữa thì là nói thật với em quá sập tiệm. Nói chung ở đâu cũng thế thôi anh em ạ. Làm gì thì làm, bán gì thì bán, nhưng mọi thứ đều phải cân đo đong đếm mọi chi phí các thứ, xong rồi là những cái hậu quả về sau hay là những cái vấn đề về sau, xem nó phát sinh gì hay không, những cái trường hợp để lại xem nó có ảnh hưởng gì đến kinh tế, đến ngân sách, đến các kiểu, đến chi phí các thứ gì không để còn cân đối được nữa. Cái dòng 13 Pro Max, 13 Pro nhà em bán ra ấy thì bọn em vẫn bảo hành cho anh em như bình thường, 1 năm 1 đổi 1, xanh trắng màn thì được đổi sang máy khác. Cuối năm anh em dùng 1 năm vẫn được reset bảo hành chỉ với 500.000. Đấy, chả mất phí gì cả, lên đời vẫn thu hàng 100% giá bán lẻ. Rơi vỡ thì anh em được sửa chữa hoàn toàn miễn phí. Còn đối với cái hàng điện tử ấy, thì mình chẳng nói trước được gì cả. Đối với dòng 13 Pro Max nó sẽ có tỷ lệ lỗi xanh trắng màn. Đấy, anh em chỉ lo cái đấy thôi. Nhưng đối với những cái dòng khác cũng có những con mua về dùng thì chẳng may lỗi mic, lỗi cam, lỗi VID các thứ thì đều được 1 năm 1 đổi 1 thôi. Nên thật sự là khi mà anh em đi mua máy thì không quan trọng là anh em mua máy gì, quan trọng là những cái chính sách bảo hành hậu mãi mà anh em nhận lại được nó sẽ như thế nào để giúp cho anh em yên tâm trong quá trình sử dụng hơn.
Và đối với cái dòng 13 Pro Max này thì một lời khuyên chân thành dành cho anh em là anh em nên tìm một cửa hàng thật sự đảm bảo mọi quyền lợi cho anh em. Bởi vì đến chính bản thân em khi mà bán ra mà em cũng không khẳng định được là nó có xanh màn hay không. Một năm xanh màn bao nhiêu lần? Có những con ấy bọn em bảo hành 2 đến 3 lần trong vòng 1 năm hưởng việc xanh màn ấy, đấy là hết sức bình thường anh em nhé. Có thể là những anh em nào chưa gặp thì chưa gặp thôi. Chứ còn cái trường hợp bảo hành ở bên em là có rất nhiều vấn đề, có nhiều sự việc xảy ra. Nên là anh em hãy thực sự cẩn thận khi mua dòng 13 Pro Max này nhé.